Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Lemon Eye. Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để chờ video mới nhất của mình nhé. Thì trước mắt các bạn đây là lịch sử thanh toán rút tiền mới nhất của mình từ cái ứng dụng nuôi ong tự động ấy. Thì mình đã rút của nó là 20 đô này và nó trừ phí hiện tại còn 18,61 đô nhá. Và mình rút cả tiền nó về lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay nhá. Thì đêm qua mình rút thì sáng nay tiền nó về rồi. Thì đây là một cái ứng dụng nuôi ong hoàn toàn là miễn phí nhá. Tuy chơi nó hơi lâu một chút nhưng mà nó khá là uy tín. Mình đã rút đợt trước mình cũng đã rút là 20 đô rồi, đợt này là 20 đô nữa, tổng cộng là 40 đô rồi nhá. Cho thấy đây là ứng dụng khá là uy tín và các bạn có thể tham khảo và chơi cho mình nhá. Tí nữa mình sẽ để cái đường link dưới phần mô tả cho tất cả các bạn này. Tuy nó chơi lâu một chút nhưng mà nó rất là uy tín nên là khá là ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cũng như cách chơi và cách đăng ký của cái ứng dụng này nhá. Thì trước khi vào video mình sẽ quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất này. Thì video đợt trước của mình này có 59 comment và bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất. Thì bạn nào muốn tham gia event của mình, các bạn nhớ để lại cho mình này số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng, Viettel, Villa hoặc Momo cho mình nhá. Xin chúc mừng bạn. Bạn này tên là Laptop Giang này, số điện thoại là Momo này. Cái tên có rất là khó đọc, chỉ có mỗi cái từ cuối là từ Giang thôi. Thì sau cái video này mình sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là cái ứng dụng nuôi ong tự động ấy. Thì cái ứng dụng này hôm trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn một lần rồi nhá. Thì video ngày hôm nay mình đã rút tiền lại thành công tiếp, tổng cộng mình đã rút được là 40 đô rồi, cho thấy đây là ứng dụng khá là uy tín. Tí nữa mình sẽ để cái đường link này dưới phần mô tả cho tất cả các bạn nhé. Ở cái ứng dụng này đặc biệt là khi các bạn đăng ký là các bạn nhận ngay cho các bạn được 5 đô rồi, hoàn toàn là miễn phí nhá, hoàn được 5 đô luôn. Đó, các bạn sẽ ấn vào phần đường link này cho mình này. Và min rút của nó là 20 đô nhá. Khi các bạn ấn vào đường link thì nó sẽ hiện lên một cái phần, đây là cái phần welcome to này. Đó, xin chào đấy. Và các bạn ấn vào phần Camlia S5 này để các bạn nhận ngay cho các bạn là 5 đô nhá. Và 5 đô này nó sẽ cộng luôn vào tài khoản chính cho tất cả các bạn. Và các bạn đủ 20 đô là các bạn có thể rút nhá. Sau khi các bạn ấn vào đường link thì nó sẽ hiện lên phần như thế này. Các bạn sẽ ấn vào phần Camlia 5S này. Sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái Gmail của các bạn vào nhá. Các bạn nhập cho mình cái Gmail ở trong điện thoại của các bạn ấy. Sau đó khi mà các bạn đăng ký, đấy là cái phần đăng ký nhá. Đó, sign up có nghĩa là bạn đăng ký ấy. Rồi nó sẽ gửi một cái thông báo về cái Gmail của các bạn mà các bạn đăng ký. Rồi các bạn sẽ mở cái thông báo đó lên, rồi các bạn sẽ verify cho mình. Sau khi verify thành công, coi như các bạn đã đăng ký thành công cái tài khoản nhá. Mình sẽ ấn vào phần Camlia 5S này này. Rất là đơn giản thôi, đây là một ứng dụng đăng ký rất là đơn giản và các bạn không phải chơi nhiều. Các bạn chỉ cần tải về rồi các bạn để đấy là nó tự động này. Đây là những con ong đi lấy mật này. Đó, ở đây thì nó sẽ hiện lên ba cái phần download. Thì các bạn chỉ quan tâm đến cái phần iPhone và Android này cho mình nhá. Rồi các bạn sẽ ấn vào hai cái phần này để cho các bạn cài đặt cho mình cái ứng dụng này nhá. Ví dụ sau đó các bạn ấn vào cài đặt rồi. Sau khi cài đặt xong các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên cho mình đây. Đó, các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên cho mình nhá. Các bạn cứ làm theo như mình hướng dẫn ấy, các bạn sẽ cài đặt. Sau khi mở cái ứng dụng này lên, các bạn sẽ đăng nhập cho mình cái tài khoản Gmail các bạn đăng ký vào đây. Rồi các bạn sẽ mở ứng dụng vào đây. Đó, như vậy là mình đã đăng nhập thành công cái tài khoản ở trong cái ứng dụng của mình nhá. Thì nó hiện lên những cái con ong này. Những cái con ong này là nó tự động nhá. Nó giống như kiểu mà các bạn chơi những cái con web mà nó đào BTC tự động ấy. Đó, nó tự đi hái mật cho tất cả các bạn. Khi mà nó đủ mật ở đây này, nó sẽ hiện lên ở đây này, 100% là các bạn có thể rút được rồi nhá. Thì hiện tại mới hôm qua mình đã rút thì hôm nay mình chỉ có 1,75% thôi nhá. Và nó hiện lên số đô ở đây luôn này, 0,35 đô này. Đó, khá là ok nhá, từ sáng giờ đã được 0,35 đô rồi. Đấy. Ở đây thì ngoài mỗi cái việc mà các bạn cho nó đào tự động này thì các bạn có thể đi tuyển dép cho mình. Và tuyển dép như thế nào thì các bạn sẽ trao chép cho mình cái đường link ở bên dưới này. Các bạn sẽ kéo xuống phần bên dưới này rồi các bạn sẽ lấy cái đường link này để các bạn có thể đi tuyển dép nhá. Ấn vào phần Inve này. Đó, để các bạn có thể đi tuyển dép cho mình. Và cứ mỗi một dép các bạn sẽ được 10% để cái lực đào của nó nhanh hơn nhá. Đó, 10% cái lực đào của nó nhanh hơn. Và các bạn cũng thấy cái lịch sử rút tiền của mình rồi. Đó, cho thấy đây là cái ứng dụng rất là uy tín nhá. Và cách rút tiền như thế nào, các bạn sẽ ấn vào phần More này cho mình này. Ở bên cái phần More này ấy, thì rút tiền nó cũng rất là đơn giản thôi. Có lúc mình rút về rất là nhanh nha, đợt trước mình rút về trong vòng chỉ tầm 5 phút là về, đợt này mình rút trong vòng mất 3 tiếng cơ thì nó mới về cơ, đấy 3 đến 4 tiếng thì mới về. Ở đây khi mà các bạn đã đủ 20 đô ở đây này, đó, nó sẽ hiện lên ở đây là 100% nhá. Khi các bạn đủ 20 đô ở đây thì nó sẽ hiện lên cái phần payoff này màu xanh nhá. Rồi các bạn sẽ ấn vào phần payoff này cho mình. Ở cái phần payoff này thì các bạn sẽ điền cho mình thông tin Gmail ví PayPal của các bạn vào. Rồi các bạn điền cho mình địa chỉ này, tên của các bạn ở trong ví PayPal. Rồi các bạn sẽ ấn vào phần rút tiền nhá. Và nó xử lý trong vòng rất là nhanh thôi. Bạn nào muộn nhất thì trong vòng từ 5 tiếng trở về nhá. Đấy, khá là uy tín. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo rất là nhiều phần này, phần check này.
Ở cái phần trách này thì các bạn có thể mở lên cho mình để xem những cái lịch sử mà một ngày các bạn đào được bao nhiêu nhá. Đó, mình sẽ xem này. Đó, ví dụ này. Đấy, mình rút tiền này. Đây là cái lịch sử mình rút tiền này. Đó, pay off này, trừ này, 20 đô này, phải không phải không một nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? 20 đô phải không một này. Quá là ok chưa? Đấy, thì mỗi ngày mình sẽ được cộng này. Ví dụ các bạn tuyển một dép, các bạn sẽ được cộng thêm 176 cái mật này. Đấy, đây là cái số mật nhá. Ở đây mình rút này. Và nó sẽ thanh toán thành công, nó báo màu xanh tiền về rồi này. Đấy, khá là ok chưa? Đó, đây là những cái lịch sử mà các bạn có thể là xem lại một ngày các bạn có thể đào được bao nhiêu cái mật này nhá. Có nghĩa là những con ong của các bạn sẽ chăm chỉ và hái được bao nhiêu mật thì nó sẽ hiện lên hết ở đây này. Đấy, rất là ok chưa? Đó, kiếm được rất là nhiều mật luôn. Nếu mà các bạn cày chay ấy, các bạn cứ tải về và các bạn để đấy thì các bạn trong vòng phải tầm gần một tháng rồi hoặc là hơn một tháng thì các bạn mới đủ min rút. Nếu mà bạn nào mời nhiều bạn bè thì nó rất là nhanh. Đó, đấy là cái chia sẻ của mình nhá. Các bạn mời được nhiều bạn bè thì nó rất là nhanh. Nếu mà các bạn cày chay thì nó rất là lâu. Nếu mà cày chay thì các bạn phải bật y cái điện thoại này cho mình này. Rồi các bạn sẽ cho vào chế độ là tắt màn hình đi này và cứ để như này, nó đào tự động thôi thì nó sẽ nhanh. Nếu mà các bạn thoát hẳn ra thì nó rất là lâu đấy, thoát hẳn ra thì nó lâu. Nếu mà các bạn cứ để như này nhá, để như này qua đêm, hôm sau các bạn sẽ vào kiểm tra cái số lượng mật cho mình xem nó được nhiều hay không đó, thì các bạn sẽ biết được là các bạn để như vậy đó nó hiệu quả hơn hay là các bạn thoát ra và để như kiểu mà các bạn tắt hết đi ấy, tắt hết mạng đi ấy. Đó, nếu mà các bạn cứ để mạng như này thì nó rất là nhanh, còn các bạn tắt mạng đi thì nó rất là lâu nhá. Đấy, đấy là cái phần mà mình hướng dẫn cho các bạn, là cái phần mà thu hoạch mật của các bạn hàng ngày nhá. Đó, mình sẽ thoát ra này. Đấy, đấy là cái phần mình hướng dẫn, kể cả cái phần rút tiền này cũng vậy này. Các bạn chỉ cần ấn vào đây rồi các bạn sẽ nhập cho mình cái mail ví PayPal của các bạn vào. Còn phần setting này là cái phần cài đặt, thì cái phần này thì các bạn không cần tham khảo cũng được. Đó, có rất là nhiều phần để các bạn có thể tham khảo. Thôi mình chỉ chú trọng sang cái phần home này thôi. Ở bên cái phần home này thì là những cái con ong rất là chăm chỉ, nó đào suốt ngày cho tất cả các bạn. Các bạn muốn nhanh thì các bạn cứ bật mạng lên cho mình và để y nguyên như này để các bạn ngủ tới sáng nhá. Ngủ tới sáng thì các bạn sẽ được nhiều hơn là khi các bạn tắt mạng đi. Tắt mạng đi thì kiểu như là cái tốc độ đào của nó ấy, nó sẽ chậm hơn. Đấy, ví dụ các bạn bật lên thì nó rất là sáng mà nó đào rất là nhanh này. Đấy. Đó, đây là cái phần chia sẻ của mình về cái ứng dụng nuôi ong và rất là uy tín, và mình đã rút được của nó là 40 đô rồi nhá. Thì bạn nào còn không hiểu hoặc thắc mắc thì hãy có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình sẽ hướng dẫn nhá. Thì video của mình kết thúc ở đây, cảm ơn tất cả bạn đã xem video của mình nhá. Xin chào tất cả. Chào bạn đã quan tâm đến kênh của tôi, nếu tôi đã cho bạn được điều gì hữu ích hãy ấn đăng ký để theo dõi kênh của tôi. Xem video bên trái hoặc bên phải nếu bạn cần đến chúng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại bạn.